Một ca khúc tiếp theo thì nhóm tất cả mọi người muốn gửi đến cho các bạn là một ca khúc mà cũng gần đây MTV mới luôn đã giới thiệu ca khúc này trong chương trình Sao Đại Chiến. Nó cũng mang lại một cái không khí rất là sôi nổi và nó có cái gì đó rất là dễ thương, rất là hơi một tí xíu trào phúng. Bài hát này là một sáng tác của Nguyễn Dân và anh Tuấn. Thì Nguyễn Dân là người mà hòa âm. Dân làm xong rồi, không biết là Dân có hình ý tưởng cho hết một cái bài hát hay không, nhưng mà Dân chỉ đưa Tuấn một cái câu duy nhất là đẹp trai có gì sai. Nói bây giờ em muốn viết cái nội dung này thì bây giờ anh làm sao anh viết cái bài này cho em. Mà ý Dân là nó hơi khác với lại cái bài mà các bạn sẽ được nghe, bởi vì là ý Dân muốn là nội dung về một chàng trai mà giống như là kiểu như là đẹp trai mà lại kênh kiệu kiêu ngạo, giống là nó hơi thiên về cái hướng tiêu cực chút xíu á, chứ không phải là cái hướng tích cực. Nhưng mà Tuấn thì cũng nói với Dân là thôi bây giờ cái chuyện mà tiêu cực thì nó xảy ra nhiều lắm rồi, nhưng mà quan trọng là mình hãy nhìn mọi việc với con mắt tích cực chút xíu. Thay vì là mình hướng về cái hướng tiêu cực thì mình hãy nói về những cái điều tốt đẹp của một anh chàng đẹp trai. Bây giờ người ta hay nói là đẹp, tụi nó đẹp trai mà tụi nó còn yêu nhau nữa. Trai đẹp đã ít rồi mà tụi nó còn yêu nhau nữa, thì mình nghe nó cũng có gì mình cảm thấy xót xa cho cánh đàn ông. Cho nên là có một chút xíu tâm sự thôi, giống như là bộc bạch đối với các bạn qua ca khúc này là những anh chàng đẹp trai nhưng mà người ta vẫn chung thủy, người ta vẫn lo cho người yêu, người ta vẫn tốt bụng, người ta vẫn sống chan hòa, thì cái đó không có gì là xấu hết, thì đẹp trai không có gì sai hết. Đẹp trai, vừa mong đông đưa đà.
vui mỗi ngày. Tôi vẫn yêu em hết trọn trái tim, nhưng sao phải lo. Hey, đẹp trai có nhiều like, ai ghét ai cười cũng qua hết ngày. Tôi chẳng quan tâm.